chào các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mình đã chuẩn bị đi làm đây các bạn ạ. Hôm nay thì họ thông báo là trời có thể là có mưa ấy. Thế nhưng mà sáng ra thì mình thấy vẫn còn nắng các bạn ạ. Thì mình thấy là sau cái tin nhập cảnh ấy thì cũng có khá là nhiều bạn chuẩn bị là đi Nhật. Đấy, và một số bạn có bình luận và hỏi mình là mang những cái gì đi Nhật ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ tranh thủ và mình quay một cái video chia sẻ với các bạn là chúng ta nên mang những cái thức ăn gì đi Nhật nha các bạn nhé. Đấy, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói chuyên về cái mảng đồ ăn trước. Đấy. Rồi ok, mình sẽ lên xe đó các bạn nhé. Đây là chai cà phê này các bạn. Sáng ra thì mình cũng thường là pha cái loại cà phê đen ở nhà uống cơ. Uống xong thì mình mới đi làm. Cái chai này là mình đã mua từ hôm trước rồi, mình để ở trên xe các bạn ạ. Rất nhiều bạn ở bên Việt Nam không uống cà phê đâu, nhưng mà sang đây rồi thì do hoàn cảnh ấy, thế nên là sẽ phải uống cà phê cho nó đỡ buồn ngủ mọi người ạ. Rồi ok, mình sẽ đi từ từ các bạn nhé. Vừa đi vừa nói chuyện với các bạn. Trên mấy cái hội nhóm của người Việt ở Nhật Bản ấy, mình thấy rất nhiều bạn có đăng bài lên hỏi xem là đi Nhật thì nên mang những cái đồ gì. Hôm nay thì mình chỉ quay cái video là chia sẻ với các bạn về thức ăn thôi nhá, chuyên về thức ăn. Còn video tới thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về đồ dùng hoặc là những cái quần áo giày dép ấy. Hôm nay thì mình nói về thức ăn thôi, để các bạn mang sang đỡ phải lãng phí này. Ngày trước mình đi Nhật ấy thì mình mang quá là nhiều những cái món đồ mà mình không dùng đến ấy, thì thật sự là rất là phí. Đấy các bạn ơi, thì trước khi vào cái câu chuyện hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ thêm, bổ sung về cái thông tin nhập cảnh của Đại sứ quán các bạn nhé. Đấy thì ngày 9 tháng 11 thì Đại sứ quán cũng đã đưa ra quyết định là các loại hình visa ngắn hạn và visa dài hạn cũng đều được phép nhập cảnh của Nhật Bản. Đấy, thì cái visa ngắn hạn đó chính là những cái visa nào mà có thời hạn là dưới 3 tháng. Mọi người sang Nhật với mục đích là thương mại hoặc là lao động, với cái thời hạn visa là dưới 3 tháng thì được gọi là visa ngắn hạn. Còn các bạn mà có cái visa dài hạn đó chính là các bạn kỹ sư này, các bạn thực tập sinh này, các bạn du học sinh thì được gọi là visa dài hạn. Và rất vui là lần này là các bạn kỹ sư cũng đều được phép nhập cảnh mọi người nhé. Đấy, và có một cái lưu ý của cái thông báo lần này đó chính là điều kiện để được nhập cảnh vào Nhật Bản thì các bạn cần phải có cái giấy tờ bảo lãnh từ phía Nhật Bản. Và họ nói là các cơ quan tiếp nhận các bạn ở bên Nhật Bản này cần phải có giấy bảo lãnh đó thì các bạn mới được phép là nhập cảnh vào Nhật Bản. Và một cái lưu ý nữa đó chính là trước khi bay thì các bạn sẽ phải xét nghiệm test Covid trước 72 tiếng. Những bạn nào mà không nộp được cái giấy test Covid đó thì sẽ không được bay từ ở Việt Nam nhé. Và có một số bạn có hỏi mình là cái gì nhỉ? Không tiêm đủ 2 mũi vaccine thì có được bay hay không? Thì không tiêm đủ 2 mũi vaccine các bạn vẫn được bay. Thế nhưng mà các bạn sau khi sang Nhật sẽ phải cách ly lâu hơn. Những bạn nào mà tiêm đủ 2 mũi rồi ấy, thì chỉ cần cách ly có 3 ngày thôi. Còn những bạn nào mà chưa tiêm đủ 2 mũi thì sẽ phải cách ly lâu hơn. Rồi ok, thì mình sẽ chia sẻ về đồ ăn các bạn nhé. Thức ăn thì trước tiên các bạn hãy lên Google, các bạn search cái từ khóa là những đồ cấm khi lên máy bay, thì các bạn cứ thử lên Google các bạn tìm hiểu trước đi đã, xem là họ cấm những cái gì. Đấy, còn về đồ ăn thì hầu như là tất cả các hãng máy bay thì họ đều là cấm mang đồ tươi rồi. Đồ tươi ví dụ như là thịt chó, thịt mèo hoặc thịt lợn, thịt gà ấy các bạn. Đấy, thì nói chung là họ cấm các cái đồ tươi. Các bạn có mang sang thì cũng được thôi. Thế nhưng mà khi mà họ cho ở sân bay ấy, họ kiểm tra ấy, họ cho con chó nó ngửi ấy. Đấy, nhớ may mà con chó nó ngửi được thì họ sẽ thu lại. Đấy, mình chỉ thấy trường hợp là họ thu lại hành lý thôi, chứ còn mình cũng chưa thấy trường hợp là họ phạt cả. Nói chung là các bạn không nên mang các cái đồ tươi sống. Đấy, thịt gà, thịt chó, thịt mèo, thịt lợn, hoặc là các cái quả trứng vịt lộn ấy. Đấy,
nhiều lúc thì những bạn mà muốn mang các cái đồ đó sang để ăn uống nhậu nhẹt chẳng hạn ấy, đấy thì thôi chúng ta hạn chế nhá. Hoặc là những bạn mà mang giò chả sang thì mang ít thôi thì không sao, ok. Các bạn mang khoảng 5 lạng nửa cân giò cân chả sang để ăn uống thì chắc là mình nghĩ là cũng không sao đâu. Rồi ok, tiếp theo đến các cái phần rau các bạn nhá. Rau thì các bạn không nên mang các cái rau tươi mà chỉ nên mang các cái loại lá, các cái loại củ quả sang làm gia vị. Đấy, ví dụ như là lá chanh này, lá chanh sang để ăn thịt gà ấy. Lá mật này, măng mật sang thì mình có thể là làm cái món thịt nướng ấy, hoặc là sả tươi. Đấy thì các bạn mang mỗi thứ một ít thôi chứ đừng có mang quá là nhiều. Ở bên này thì các cái con gà vịt thì mua cũng khá là dễ, nhưng mà lá chanh các thứ ấy thì mua nó cũng thì cũng không có đâu. Thế nên là các bạn nên mang sang, các bạn mang sang một ít và các bạn để tủ lạnh ngăn đá ấy, để ngăn đông đá ấy, thì sau đó thì chúng ta ăn được lâu. Ớt tươi này, rồi quả sấu ấy các bạn, quả sấu tươi ấy. Quả sấu thì các bạn cũng để trong ngăn đá thì ăn được khá là lâu. Mình cũng thường là mua sấu và mình để mang về để ngăn đá, để ăn vịt om sấu các bạn. Đấy, ngoài ra các bạn nên mang thêm một chút củ nghệ tươi nữa. Củ nghệ tươi này, củ giềng này. Đấy, thì các bạn cũng không nên là mang gừng với cả tỏi. Bên này thì gừng tỏi nó cũng khá là nhiều và rẻ thôi. Và các cái củ quả gia vị đấy thì mình cũng khuyên các bạn là bọc kỹ vào nhá, đừng để cái mùi nó bị phát ra ngoài ấy. Không phải là họ cấm hẳn đâu, nhưng mà mình cũng lên là bọc thật kỹ vào, đừng để nó bay mùi ra ngoài. Đấy, nhưng bạn nào thích ăn cả hành, củ hành khô ấy, thì các bạn cũng bọc ít vào các bạn mang sang. Còn đâu bên này thì các cái quán Việt Nam thì hầu như là các cái gia vị đó thì họ cũng có hết mà. Mình mang cái đồ Việt Nam sang ấy thì mình chỉ để là ăn cái khoảng thời gian đầu thôi, khoảng thời gian mà mình vẫn còn lạ lẫm, vẫn chưa biết nhiều ấy, thì mình mang sang mình ăn thôi. Còn sau khi các bạn đi làm, các bạn biết nhiều rồi thì các bạn cũng có thể là tự đến các cái cửa hàng Việt Nam các bạn mua, hoặc là các bạn có thể là nhắn tin và họ sẽ gửi về tận nhà cho các bạn, nó cũng rất là tiện rồi. Rồi ok, tiếp theo về cái vấn đề là đồ khô nhá. Đồ khô thì mình thấy nhiều bạn cũng có hỏi là có mang được cá khô mực khô sang không ấy. Đấy thì nói chung là cá khô mực khô thì mang vô tư các bạn nhá, miễn sao mà các bạn nhớ bọc kỹ vào, đừng để cái mùi nó ra ngoài. Các bạn cứ nhớ là quấn chặt các cái lớp túi bóng vào. Bạn nào cẩn thận thì có thể là quấn túi bóng, sau đó các bạn cho vào cái hộp nhựa, sau đó chúng ta mới cho vào hành lý. Các cái đồ này thì các bạn nên là cho vào hành lý ký gửi nhá. Hành lý ký gửi thì mình khuyên mọi người là chia đôi ra, một vali và một thùng giấy, thì nó sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Ngày trước thì mình cũng có là mang cả ruốc sang. Thế nhưng mà mình khuyên các bạn là mang ít thôi nhá, mang gọi là ăn khoảng một vài bữa thôi chứ đừng mang nhiều. Ngày xưa mình mang cả một cân ruốc, cả hơn cân ruốc các bạn ạ. Sang ăn cơm với ruốc được khoảng 3 bữa là tràn ngấy luôn. Sau đó là để tủ lạnh rồi nó mốc ra rồi lại vứt đi các bạn. Khá là tiếc. Nhưng mà thật sự là không thể nào ăn được nhiều. Mình thấy nhiều bạn mang cả một vali mì tôm. Đấy, mì tôm thì các bạn mang sang cũng được thôi, thế nhưng mà các bạn mang vừa phải thôi. Thay vì các bạn mang cả một vali mì tôm thì các bạn nên mang thêm các cái gói phở này, gói bún tươi và bún khô ấy, hoặc là các cái gói mì gạo chẳng hạn. Sang chúng ta ăn đổi bữa chứ đừng có mang tất cả mì tôm sang. Ngoài ra những bạn nào mà có các cái đồ quê, ví dụ như là bánh đa này, hoặc là bánh cu đơ này, rồi các cái đồ khô về đặc sản quê mình ấy, thì mang sang cũng được, sang để ăn uống cũng không sao cả. Nó gọi là đồ khô rồi thì họ cũng không cấm đâu các bạn ạ. Các bạn cứ bọc gói kỹ càng vào là ok. Tiếp theo đến một số bạn còn định mang cả cà phê sang đúng không? Đấy, riêng về cái phần cà phê này thì mình lại khuyên các bạn là cũng đừng có mang nhiều cà phê G7 sang làm gì cả. Đấy các bạn ạ, thì nói chuyện với các bạn một lúc mà mình cũng đến gần công ty rồi, có khi mình cũng xin tạm dừng tại đây một chút nhá. Mình sẽ vào công ty mình làm đã rồi lát nữa, hoặc là đến lúc về thì mình sẽ lại tranh thủ là nói chuyện với các bạn thêm một chút nữa. Hiện tại bây giờ đang nói đến phần cà phê đúng không? Đấy, mình sẽ nhớ cái phần này và chiều về thì mình sẽ lại chia sẻ tiếp với các bạn nhé.
công ty mình nó cũng khá là gần thôi. Nói chuyện với con một lúc mà ra đến công ty rồi. Mình công ty rồi các bạn ạ, cái xe mình để ở trong này. Giờ bắt đầu là vào là cởi áo ra thôi, cởi áo vào cất hành lý thôi, bắt đầu lại vào để chấm công các bạn, vào quẹt thẻ và bắt đầu vào làm thôi. Mình đi làm về rồi các bạn ạ, trời mưa to chán quá. May mà có cái xe đi lại nó cũng đỡ mưa. Đây là cái đường gần nhà mình này. Vừa nãy đi qua cái cánh đồng nó tối quá mình cũng không quay video được. Có khi giờ mình sẽ rẽ vào cái siêu thị này và mình quay lúc đoạn video lúc sáng các bạn nhé. Trời mưa, đi xe máy, đi xe đạp thì thôi rồi. Đây thì mình sẽ vào cái siêu thị này các bạn nhé. Quay video rồi chưa được vào một lúc nữa rồi mình sẽ về. Đây thì mình sẽ ngồi đây và mình sẽ quay lúc cái video lúc sáng các bạn nhé. Mọi người nghe tiếng mưa rơi không? Tiếng mưa rơi nó có lúc đa lúc đốt ở trên cái lóc xe này. Thì lúc sáng mình đang nói đến cái đoạn là các bạn muốn tặng quà cho người Nhật bằng cà phê đúng không? Thì cà phê cũng được thôi. Thế nhưng mà các bạn nhớ là mang cái loại cà phê đen ở Việt Nam mình ấy, cà phê đen mà họ mới chỉ là xay từ hạt cà phê ra bột cà phê ấy, mình mang cái loại đó sang thì để cho họ có thể là tự pha. Đấy thì mình nghĩ là họ sẽ thích hơn là các bạn tặng cái cà phê G7. Bởi vì là cái cà phê G7 của mình thì nó quá là ngọt các bạn ạ. Rồi cái tiếp theo các bạn nha, đến một cái phần cũng khá là quan trọng đó chính là gia vị. Đấy mình thấy nhiều bạn cũng đang phân vân về cái phần gia vị. Ví dụ như là mắm muối đúng không? Đấy. Nước mắm thì họ có thể là họ cấm đấy, thế nhưng mà các bạn vẫn có thể mang được nhá. Các bạn mang khoảng 1-2 chai thôi, các bạn mang sang các bạn ăn khoảng 1 cho đến 2 tháng thôi. Đấy thì riêng về các cái phần mà gia vị lặng mùi, ví dụ như là nước mắm hoặc là mắm tôm ấy thì họ cấm thì họ có cấm, nhưng mà các bạn nhớ là phải bọc thật kỹ vào nha, bọc đừng để mùi ra ngoài này. Và các bạn phải tính đến cái trường hợp là nếu mà nó bị đổ vỡ ấy thì nó không bị dây ra ngoài ấy. Là những cái đồ gì mà dễ vỡ này, những cái đồ gì mà mùi nó hơi lặng một chút ấy, các bạn nhớ bọc thật kỹ vào thì chúng ta vẫn có thể mang được. Đấy mắm muối này, còn một canh ấy, bên này thì họ không ăn một canh, họ chỉ ăn muối thôi. Thế nên là những bạn nào mà ăn một canh thì các bạn có thể là mang khoảng 4-5 gói một canh sang. Đấy những bạn nào mà thích ăn cái loại mà hoa quả chấm muối ớt ấy, thì các bạn có thể là mang thêm một vài cái gói muối ớt sang nữa để chấm hoa quả. Bên này thì họ cũng không có cái muối đấy đâu. Và tiếp theo đến chính là hạt lem. Hạt lem thì các bạn cũng nên mang khoảng một gói thôi, một gói to ấy, một gói to khoảng 1 cân đúng không? Đấy, các bạn mang một gói to sang thì để nấu ăn đấy. Ngoài ra những bạn nào mà thích nấu ăn đấy, các bạn có thể mang thêm là các cái gói như là ngũ vị hương này, cái gói lẩu thái này, cái gói thịt kho này, gói cá kho này. Các bạn cứ mang mỗi thứ một ít sang để mình để khi mà sang Nhật đấy các bạn chưa ăn quen các cái gia vị của Nhật Bản thì các bạn cũng có cái gia vị của Việt Nam để các bạn nấu thì ăn cơm nó cũng dễ hơn đúng không? Rồi các bạn ơi, có khi mình cũng chỉ chia sẻ về cái phần đồ ăn như vậy thôi. Và trong cái video tới thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái phần đó chính là đồ dùng, xem là các bạn nên mang cái gì sang để dùng nhá. Bây giờ mình cũng đi về nhà đây các bạn nhé. Một cái to quá. Gần đây thì mình cũng khá là bận, thế nên là chỉ tranh thủ quay video nói chuyện với các bạn một chút thôi.